Hôm nay em đi mua sắm. Mua sắm cái gì? Đây, hôm điện nay thoại em được cái gì rồi? Điện thoại đây. Chà chà, điện thoại của em. Sao làm cái gì mà sến dữ vậy, bling bling dữ vậy? Đây không hề sến, đây là sành điệu, đây là elegance, đây là cực kỳ bling bling, hiểu không? Đây. Cái này có một cái chức năng rất là hay. Chức năng sao? Người nào đụng tay điện thoại em, mở điện thoại là nghe tiếng liền. Ghê. Báo động, báo động. Ê, nha. Sao? Nha. Đứa nào mà nó giống như là coi lén lén Harion điện thoại nó có cái gì hiểu không? À. Đó, mở cái là có tiếng liền. Sao? Ghê không? Sao đâu, sao đâu. Đây. Tiếng khủng khiếp lắm các bạn. Lắng nghe nha, đừng có giật mình. Đó. Đi chưa? Okay. Anh nghe chưa? Đó, em bây giờ em vứt đi điện thoại đó. Đây. Đó xong rồi thì em không biết em tập trung cái khác đi xong rồi thì con nhỏ nào đó nó định mở ra. Ơ, cái gì? Ơ, tại sao nó đụng cái này? Làm cái gì vậy? Đó. Thấy không? Ghê không? Đấy. Ví dụ trong sân khấu nó mở nhạc ầm ĩ thì sao nghe? Cái đó thì mình có cái món quà mới nữa. Ồ, chuyển chủ đề rồi hả? Tính không được chuyển chủ đề rồi hả? Trời ơi. Trời ơi. Đây, đây em sẽ mở cho anh cái này nè. Cái này là hồi nãy em chứng kiến một cái gì đồ mới mà nó rước là hay. Đáng lẽ lại phải mua nhiều nhưng mà nó là cái gì? Mua. Trời ơi, mấy cái này nói không được. Cái này là cái chiếc vòng. Vòng cổ. Vòng cổ. Yes. Cái vòng cổ mà em chưa bao giờ thích cái vòng cổ nào mà nó vậy. Này là vòng cổ gì bà nội? Nên mấy bài để ngủ hay sao? No. Cái này là... Ủa hình như nó chưa rớt hết. Chưa rớt hết. Đây, có rồi. Đây rồi. Đây. Luôn luôn sáng tạo. Luôn luôn sáng tạo. Không sáng tạo thì không phải là Harry Won. Đây. Ô! Thế giới mới. Đây là thế giới mới. Ê, có gì mày? Mình không còn dùng tay gì hết. Mình đi đâu cũng xem. À. Đây, nằm. Nằm bẻ ngược răng tí. Ôi, ngon lành. Má nhìn sát vô, full màn hình. Full màn. Yes, anh ơi. Đi coi phim bình thường là coi cái màn hình to bự chà ba đúng không? Đó, đây nè. Má. Y như bài liệt. Má vậy, uống nước được này, uống nước. Ê, có bao giờ tối ngủ cái nó lộn cái nó rớt cái điện thoại vô mặt này. Không, nó không có rớt được, anh biết sao vậy? Đây nè, đây. Rớt cái gì? Đây, đó. Ok. Đây, đưa cho em nước. Đây, à, điện thoại hả? Anh ơi, điện thoại của... Đâu? Điện thoại trên mặt mày đó, con nghiêng. Như bãi liệt vậy, đồ điên. Em có điện thoại, có cục điện thoại. Em có sẵn, em sẵn điều, em có điện thoại. Ồ, alo. Bây giờ bà làm gì nữa vậy? Em đang xoay. Xoay cái gì? Xoay cái thứ xoay. Nói gì cho tiền hào hiểu coi. Đây là roulette. Roulette là gì? Đây là ly. À. Đây là ly gì anh? Đây là ly uống rượu, uống bia gì đó. Uống soju đấy. Soju phải không? Thì bình thường á là mình có thể là để đây bất cứ cái gì cũng được. Nước mắm chẳng hạn. Hiểu không? Nước mắm hay là nước tương hay là gì đó bị phạt anh hiểu không? À. Chơi trò game Hàn Quốc thì nó hay bị cái đó đó. À. Hay là bỏ vô rượu cũng được luôn. Đấy. Xong ạ. Bình thường là mình sao? Chọn ai? Quán tù xì thua thì người ta ôi nhàn chán đúng không? Ok. Mà thời gian nó... Không có gì gây cấn hết. Đúng, không có gây cấn hết. Đây. Đây. Chà, em sẽ để liền. Nhá. Xong. Cái này nó bị nó đây. À. cao lên mới dễ thấy đây. Okay, ok. À, 1, 2, 3 cũng bà. Ủa nó vô anh kìa. Chỉ tôi. Sao chỉ tôi vậy? Đây là nước mắm này sẽ là của anh. À. Anh hiểu không? Có duyên nha. Yes,
Ê, cái này có duyên à. Ê, ngon à. Là cái cuộc chơi đó đó. Ê, cái này vui là vui nha, nha. Để tao kỳ thôi. Sao lại thích anh dữ vậy? Sao nó kỳ chỉ tôi hoài vậy? Bởi vậy ăn ở anh hiểu không? Thì cái này có duyên nha. Duyên không? Dễ thương không? Cưng à. Nói chưa, coi thường tôi à. Suốt ngày coi thường tôi đi. Bữa nay bà nghĩ ra nhiều trò xàm đế nha. Trời ơi, em khủng. Cái giống gì nữa vậy? Hơi đùa. Đây. Ông hút. Quá đáng yêu đúng không? Quá đáng yêu. Ha. Dễ thương không, dễ thương không, dễ thương không? Dễ thương không, dễ thương không? Dễ thương không? Anh nói dễ thương không? Nguyên một đêm uống nó kêu hoài vậy đó hả? Dễ thương không? Đây, đây. Nhưng mà có uống được không? Hay là nó kêu vậy thôi? Có nước luôn hả? Thiệt á hả? Ừ, tao bắt. Ê, cái ly này bữa nào kêu anh Đức á, cầm cái này đi cô gái được nè. Giả bộ hú hút, dựng nhỏ nào đi ngang, I love you. Trời ơi, hay là nhỏ nào đang hút, cái I love you anh Đức đi ngang, cái tưởng mê anh Đức, Đức xài vô chết á. À. Nếu em sẽ cua như vậy nè. Dạ. Trước khi, bởi uống sao nè. Anh ơi, thật ra gần đây á, em có muốn gửi lời cho anh. Em có thể cho em uống rượu xíu xong em nói cho anh nha. Chắc ông người đối diện chắc gì đó căng thẳng lắm, căng thẳng lắm. Điều em muốn nói là cái đó, điều em muốn nói là happy I love you. I said trường hợp thứ hai, happy coi trường hợp thứ hai. Ok, điều em muốn nói là em no quá. Dễ thương không? Ok ok. Đó, lúc đầu anh cũng không biết cái này, anh chỉ nghĩ đơn giản là một cái ông hút mà giống như là xàm đế. Xàm đế gì có trái tim đánh được. Đều này nọ phải không? Không phải. Này, khủng khiếp. Ê có duyên nha. Duyên không? Duyên. Bởi vì đừng cả. Quan trọng là nó vệ sinh làm sao? Vệ sinh rất đơn giản. Rớt đơn giản. Dạ. Mình sẽ rớt lý ở đây, rớt nước ở đây nè. Mình không được đụng cái này. Ví dụ mình lỡ uống vào ua rồi nó dơ rồi sao? Không. Cái này á là chỉ có uống nước ngọt mới được. Uống nước ngọt, uống bia thì okay. Còn được. Còn uống dâu ua thì thôi. Anh khỏi ăn dâu ua luôn. Okay. Anh hiểu không? Ok. Rồi, vậy đi. Chắc chứ. I love you. Đây, khán giả, cái gì khán giả đang xem clip này, Harry muốn gửi lời là...